Hò Wow đây để gặp gỡ những chàng trai chín chắn và vô cùng chất lượng ngoài đời thực nhé. Ôi, nước mát thật. Ôi đâu, em uống thử em nào. Em uống em có mát đâu. Ôi nước sâm. Còn có cả chân này tức đâu. Còn có cả nha đao. Bây giờ còn thầy nữa. Chơi thử. Bây giờ còn nữa, đặc quyền của đội thắng là muốn làm gì đội thua cũng được. À thế à, nhậm mới ra đây em. Lại em ai? Lại đây nói nghe. Trời. Sao chọn? Cái gì nói thẳng đi anh. Từ từ. Thống nhất là một thứ thôi chứ mà mỗi người lại là một trò. Được lắm. Bây giờ hình phạt cho Cao Xuân Đài, nãy giờ thấy Vũ Thịnh đứng nó cũng leo ngứa ngứa. Ngon ta. Thịnh ra đây. Lúc nào cũng em thì em là nãy giờ anh chưa mà. Có chơi mà. Anh bắt thương tài luôn ạ. Anh thương em nhẫn mà. Đừng, nhưng mà anh nói thế là cả đội cùng làm với nhá, là chết em với nhá. Không, một tài giờ, là đủ rồi. Bây giờ tài anh muốn tài liếm chán Vũ Thịnh. Liếm chán Vũ Thịnh. Anh Ngân ơi, anh Ngân mình trưởng thành lên anh. Anh Ngân. Anh dùng cái từ liếm nghe thật sự. Liếm. Thiệt á hả? Ừ thiệt mà. Nhưng mà liên quan gì đến em mà tự nhiên là phải liếm chán em. Em không đồng ý, em không đồng ý. Ai bảo làm trọng tài? Ai bảo làm trọng tài? Thử thách. Làm gì anh làm chứ. Ôi, bây giờ hôn thôi. Hôn thôi. Hôn được mấy tóc lên nữa. Hôn lên tóc rồi, hôn lên chán là tóc rồi. Hôn lên chán luôn đi. Thôi được rồi. Ôi chán luôn đi. Bây giờ anh muốn sao? Bây giờ anh muốn sao? Chán lên, bén chán lên. Hôn mà. Hôn chán lên, hôn. Hôn hả? Đôi đây rồi được rồi. Hôn sao? Hôn đổi sóc hay là hôn chán? Hôn chán, anh nói hôn chán mà. Sẽ mãi ra nữa. Xí. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã nhớ, nó xin nhưng mà nó xin. Bốn người mà đúng không? Ê, em tả cho kiểu đi, chọn người tóc đi. Thì nhắm nhau xin. Bây giờ em chọn Trung Kê. Trung Kê sẽ đây. Lại tôi. Trung Kê tôi đang cho đùa mọi người à. Sẽ hôn vào cằm của thịt. Cằm á. Ôi, đang từ chán xuống cầm xong tí đến dây kỳ. Chết. Cái này dễ, cúi xuống nào. À thôi, cúi xuống. Cúi xuống nào. Vào cầm nhá, đúng cầm ấy. Cầm đây á, đúng không anh? À đúng không bạn? Sao tôi nghe? Tôi nghe nó tình cảm ấy bạn. Tôi nghe rất tình cảm em nhiều mà. Thôi nhá. Em thôi chọn, em đó. Chọn em chọn nhậm. Mày bị điên. Không phải đâu. Hun vào bẹn, hun vào bẹn. Đâu nhở? Hun vào bẹn. Hun như nào? Hun vào bẹn. Nhậm em ơi, phải thử vào gáy. Thử vào gáy. em phải trong tay mà. Ủa? Hun vào bẹn. Em phải làm gì? Em phải làm gì? Em ghé vào tai Vũ Thịnh nói thầm là em yêu anh. Ôi trời. Nó lại đơn giản quá. Phá hơi mạnh thôi cho anh. Sao không cho hung vào bẹn? Ôi! Từ đã nói đâu, nó ngứa rồi ra. Có nói đâu. Lời dịu dàng anh nói. Em yêu anh. Biết ngày mình là trọng tài mà. Ủa đây em cả. À, còn anh dây kỳ vào đúng không? Còn anh dây kỳ đúng rồi. Thành đứng đó anh đi em. Hôn mình đi. Bây giờ anh Jakey thôi anh áp vô cổ Thịnh xong rồi hít một cái nha. Ôi hôn thơm anh ạ. Nhít đơn giản người dây đi anh. Bây giờ nó còn muốn thơm cơ chứ nó không muốn hít. Hôn luôn cũng được anh. Hít một cái tầm 10 giây bây thôi. Bây giờ tôi là cái búp bê cho mọi người thử sức à. Em ơi nổi hết ra gà này. Thịnh vui không em? Nãy giờ em mới được chơi đó. Thề luôn đấy, tôi chúc mọi người thắng luôn á. Em muốn thay đổi quyết định của mình quá. Khi mà đứng đây. Chị muốn đổi quyết định là sang em à? Hay là... Không, chị nghĩ lại đáng là chị không nên đến đây. Ủa, sao được? Chị thấy mọi người tình cảm quá. Chị nhầm bản, chị sợ chị nhầm bản. Nhưng mà nãy giờ thì là chúng ta đã có một vài giây phút đứng gần mấy anh rồi đó.
để mà nghe cô ấy thể lệ cái luật chơi ra sao, rồi cùng tương tác với cô ấy. Không biết là mọi người có suy nghĩ thay đổi gì về Man hay không ta? Chung Kê, rất là muốn nghe ý kiến của em. Em vẫn thấy chị cười đáng yêu như lúc đầu, nhưng mà chị vẫn chưa nhìn em nhiều đâu đấy. Sao vậy mấy anh? Tại bạn ấy ở đứng gần như vậy, cô không nhìn Chung Kê. Nè, em lên đây đứng nhìn chị 20 giây. 20 giây à? Đấy, đấy. Ôi, em cũng muốn. No! Mọi người đến 40 giây thôi tôi. Nhưng mà em sợ em buồn cười quá. Rồi đếm đi nè. Có được nắm tay không ạ? No! Ôi! Ơ kìa. Tham lam. Ngại lắm. Ngại á. Rồi đếm nha. Baby, baby, chỉ cần nhìn thấy em cười chút thôi là lòng anh đã trọn nhớ nhung rồi. Baby, baby, chỉ cần em ghé qua đây một lần thôi. Em đang còn cảm nhận mùi hương ở trên này nữa. Hương đấy là hương cổ tôi vừa nãy đấy. Đùa chị. Đấy, bây em giờ đấy hết đùa đấy đó. Em nhìn kỹ chưa? Em nhìn kỹ rồi, em nhưng mà tí em về kia chị vẫn phải nhìn em đấy. Dỗi. Lại dỗi lại hơn. Dỗi rồi. Chung Kê. Bây giờ em đã đổi quan điểm cho nên anh nên thích người bằng tuổi hoặc hơn tuổi. Em nghĩ là nên thích người hơn tuổi ạ. Khi yêu vào em hơi bị trưởng thành luôn, em nói thật. Ở đây có ai hơn tuổi Man không ạ? Không ạ. Man sinh năm 93. À em 90. Rồi, được đấy. Và bây giờ sẽ là lúc dành cho các bạn nói tiếng lòng của mình. Xin mời các chàng trai xoay ghế ạ. Mai Anh, cô gái đến từ vũ trụ Hoàng Mỹ. Trong chương trình Ngôn Tình Hoàng Mỹ là một cô gái được rất nhiều chàng trai yêu thích. Riêng bản thân của các bạn sau khi tiếp xúc với nguồn năng lượng ấm áp có đôi chút rụt rè của Mai Anh, liệu bạn đã có tự tin để bước vào thế giới của cô ấy và làm cho nó ấm áp hơn hay không? Hãy cho chúng tôi một tín hiệu sau 10 giây nếu bạn muốn Mai Anh biết cô ấy là một điều gì đó rất đặc biệt và rất giá trị trong lòng các bạn. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Cảm ơn Minh Thi và cảm ơn Dây Kỳ. Mời các chàng trai quay lại ạ. Và ở phần chia sẻ này chắc chắn là Mai Anh cũng cần nghe những cảm nhận của một người bạn lâu năm là Minh Thi và một người bạn cùng cung xử nữ bằng tuổi Dây Kỳ. Bạn muốn nghe lời chia sẻ của ai trước, bằng tuổi hay ít tuổi? Dạ ai cũng được. Vậy thì mời Minh Thi. Ê, cho chàng ngồi tay à. Nắng được từ đó chẳng ngại âu lo, hạnh phúc đâu thể đắn đo. Đến giờ phút này thì chắc là cho xin phép gọi là Mai Anh đi ha. Thật sự khi mà Minty xem Mai Anh ở chương trình Ngôn Tình Hoàn Mỹ á, thì đã từng nói với cả bên anh chị bên chương trình bảo là thật sự ấn tượng nhất với một bạn nữ ở bên đấy, và lúc đấy không biết tuổi tác hay đâu, chỉ ấn tượng về Mai Anh thôi. Một cô gái kiểu từ ánh nhìn đầu tiên luôn là đã kiểu rất là mạnh mẽ, rất là thu hút. Thật sự mọi cái nhìn khi mà xem hết tất cả mọi người ở bên bạn nữ thì mọi ánh mắt đều Minty đều thu hút đến Mai Anh. Sau khi hôm nay thấy cái intro đầu mà Mai Anh bước ra, quá là ngợp luôn, một cô gái quá là gọi là sao ra đúng gu. Nhưng mà sau khi đến cái phần từ khóa thì lại cảm nhận khác về một chút. Nhìn thì có vẻ mạnh mẽ nhưng mà lại là một cô gái mà lại cần nhiều sự yêu thương và cần nhiều sự chở che của những người xung quanh, đồng cảm về nhiều thứ. Mà những cái từ khóa mà Mai Anh chia sẻ thì rất là giống với Minty, rất giống luôn. Cho nên cảm thấy một gì đấy nó rất là rung động ở trong, tại vì mình biết trước đấy mà, xong lại còn được gặp ở bên ngoài, được tiếp xúc lâu như vậy, một chút gì đấy cùng sóng. Thì không biết là Mai Anh có cùng sóng với Minty hay không, nhưng mà Minty rất là cùng sóng với anh, nên là muốn bấm nút lên đây. Mình có cảm xúc mà thì mình cứ bày tỏ thôi. Rất là cảm ơn Minty vì đã bày tỏ cảm xúc với cả Mai Anh.
Mai xin phép là sẽ không trả lời câu hỏi của bạn, là sẽ không từ chối hay là làm bất kỳ một cái gì cả cho đến phần sau được không ạ? Ok. Cảm ơn bạn. Cảm ơn em Minty đã rất mạnh dạn. Minty thì đã bày tỏ xong rồi. Xin mời lên sân khấu những chia sẻ thật lòng từ Dây Kỳ. Chào em. Yêu bạn. Có lẽ là đây là cái sân khấu đầu tiên kể từ cái ngày hôm đấy. Thật ra anh bấm nút này cũng chỉ muốn khẳng định một lần nữa là dù cho em có chọn ai đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không hối hận với quyết định anh đã làm. Anh chỉ mong một điều hiện tại bây giờ thôi. Đấy là anh mong là cái trực giác của anh nó đúng và anh hy vọng là sẽ được cầm tay em ra về. Nhưng mà nếu như điều đấy không thể đến được với anh thì anh cũng sẽ rất là chúc mừng hạnh phúc cho em. Thì anh chỉ muốn khẳng định một điều, khi mà anh bấm cái nút đỏ thì anh chỉ muốn khẳng định một điều ấy, là tất cả những cái tình cảm anh dành cho em hay là cái quãng thời gian mà mình có chơi chung với cả một hội bạn thì anh đã quan sát em rất là nhiều. Và cái cảm giác của anh chỉ là đơn giản là muốn che chở cũng như là muốn đi cùng em. Người mình từng rất yêu nay nhìn nhau. Đấy là những cái cảm giác mà anh muốn. Và hy vọng là anh sẽ không tuột mất cơ hội lần này. Và có lẽ là anh sẽ thay mặt cho 9 anh em ở đây cảm ơn em vì đã đến đây. Chắc em còn buồn khi chuyện mình ra trong đợt như xưa. Thật sự rất là cảm ơn anh. Em sẽ giữ câu trả lời của mình cho đến cuối. Ok. Em như khi mình vẫn còn bên nhau. Có nên nước mắt không quay đầu. Cảm ơn Vicky. Cô ấy đã có câu trả lời cho chính mình rồi, nhưng mà người ấy vẫn chưa bao giờ một lần được đối diện với sự thật. Và ngày hôm nay Mai Anh sẽ mượn sân khấu Tỏ Tình Hoàng Mỹ này để có thể chia sẻ hết tất cả những gì thật sự diễn ra sau những sự lạnh nhạt, những gì thật sự diễn ra sau những lời từ chối hoặc những sự im lặng. Xin mời mọi người sẽ cùng đến với tâm sự của Mai Anh trong phần Tỏ Tình. Tải ngay app hẹn hò Wow Day để gặp gỡ những chàng trai chín chắn và vô cùng chất lượng ngoài đời thực nhé. Thực ra là với khung cảnh này thì em nghĩ là anh biết người đấy là anh, đúng không chàng trai? Wow. Jay Kỳ, dạo này tình trạng con tim em sao rồi? Thực ra là cách được khoảng mấy tháng thì em có tỏ tình với một bạn. À. Mà nó không đi tới đâu cả, bởi vì là có lẽ là cả hai vẫn đang có những cái suy nghĩ mà nó đang chưa được đồng quan điểm với nhau lúc đấy lắm. Mục đích của em ngày hôm nay đến đây là để trả lời câu hỏi cho một trong những người ở đây. Đã sang mất rồi, hạnh phúc dù rất lớn lao, anh có bé nhỏ để cố xuống. Thực ra bây giờ anh đang có cảm giác vừa vui và vừa cảm thấy khó hiểu. Bởi vì cũng là một cái quãng thời gian mà em im lặng khá lâu.
nó khiến cho anh bị nghĩ rất nhiều. Cũng như là anh đã nghĩ rằng là chắc chỉ là bạn được thôi, chơi được với nhau thế thôi. Nhưng mà đúng là cái cảm xúc của anh nó sẽ nhiều hơn những cái suy nghĩ của anh, lý trí của anh rất là nhiều. Cho nên là anh vẫn thường vào Facebook của em để xem, anh thường vào Instagram của em để xem, hay là anh theo dõi rất là nhiều thứ liên quan đến em, kể cả là game show em đi. Thì ngày hôm nay khi mà em đến đây em đưa ra những cái từ khóa thì anh cũng hơi nghĩ, nhưng mà anh thấy nó bị mâu thuẫn ở chỗ là em im lặng. Rất là lâu, và hôm nay em mới đến đây em trả lời. Thì anh đang bị lẫn lộn giữa hai cảm xúc, vừa vui và vừa khó hiểu ấy. Thì anh không biết là cái tình cảm mà em đang có là gì. Thật ra là cái thời gian vừa rồi em với anh đều không gặp nhau, và bọn mình đã im lặng với nhau. Cũng là một cái khoảng thời gian nó khá là dài với em. Em không nghĩ là em lại suy nghĩ quá nhiều về cái tình cảm này như thế. Và chưa bao giờ em làm việc này, chưa bao giờ em đứng lên trước bao nhiêu người như thế này để em bày tỏ tình cảm với bất kỳ một ai. Thậm chí là khi mà em đến đây, em đi lên sân khấu, em không dám nhìn anh. Bởi vì em nghĩ là khi mà nhìn anh xong rồi em sẽ bị suy nghĩ khác đi chẳng hạn. Em không muốn điều đấy xảy ra. Nghĩa là khi mà nhìn anh thì em không muốn tỏ tình với anh nữa. Em đâu có đến đây để tỏ tình với anh đâu. Thế anh đang ngồi ở đây làm gì? Em đến đây để trả lời câu hỏi của anh mà. Nhưng mà cũng giống nhau mà. À không, trả lời câu hỏi khác luôn. Sorry. Thì thực ra là cái câu mà anh hỏi thì nó cũng là một thời gian im lặng khá lâu rồi. Thì vẫn là câu hỏi đấy. Ngày hôm nay anh muốn hỏi là em có thể làm người yêu của anh được không? Chỉ có em mới cho anh dũng khí để yêu, mới cho anh định nghĩa tình yêu. Dù cái xa muốn trong hơn, giờ tôi vẫn giữ em ở lại. Lý do mà em im lặng đến tận bây giờ là bởi vì em đã có một cái khoảng thời gian quá lâu em không tin tưởng bất kỳ một ai cả. Anh biết điều đó mà, đúng không? Anh cũng biết là khi mà đến đây, em biết, chắc là anh biết em rất là bối rối. Em không tự tin như những gì em thể hiện. Em nghĩ là anh biết điều đấy. Cả là thậm chí em còn nghĩ là tại vì em để anh chờ lâu quá nên là cái tình cảm của anh nó đã vượt tầm kiểm soát của em. Thực ra là đã có lúc anh cảm thấy anh không hy vọng quá nhiều, không cần thiết lắm một cái câu trả lời từ em là em có yêu anh hay là em muốn yêu anh hay như nào đấy, mà anh chỉ quan tâm đến cái việc rằng là anh được làm những cái điều đấy cho em. Nhưng mà rồi một thời gian thì anh thấy rằng là những cái điều đấy nó bị vô ích. Khi mà mặc dù là anh không nói ra, nhưng mà anh có theo dõi em, nhưng mà anh biết là em có những lúc em cảm thấy cười thật đấy, nhưng mà không thật sự vui.
có những lúc suy nghĩ nhưng mà lại đang rơi vào tình trạng bị lưng chừng ấy. Và cũng có những lúc muốn đặt niềm tin vào ai đấy nhưng lại bị sự e dè đấy, bị chính những cái vết thương mà em đã từng, anh cũng đã biết những cái chuyện đấy. Cho nên là chỉ đơn giản là anh chỉ muốn chăm sóc em một cách đơn thuần thôi, dù là em có không muốn cái điều đấy. Cho nên là khi mà ngày hôm nay em tới đây ấy, lúc đầu thì anh cảm thấy khó hiểu. Và cái cảm giác tiếp theo đấy là cảm giác mà anh cảm thấy vui vì anh có một tia hy vọng. Đã ít ra thì anh cũng có thể bấm được cái nút đỏ đấy để anh quay lại tỏ tình với em. Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi, chỉ biết trách bản thân đã mù quáng cho điều một người vô ta. Mà anh không nghĩ là anh lại là người được chọn để được lên đây ngồi trong số 9 người ngồi đây. Cho nên là cảm xúc nó bị lẫn lộn ấy, không biết. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất hiện tại bây giờ anh chỉ biết, và anh không nghĩ ra một cái điều gì khác cả. Đấy là anh chỉ muốn ra về cùng với em. Người con trai ấy luôn chờ em, ngày lúc luôn đợi em, giống như nào anh ta sẽ không từ bỏ, không. Anh có biết trong cái thời gian vừa rồi em, suy nghĩ nó quá chín chắn. Anh vẫn là một trong những người trẻ thôi, và anh vẫn có suy nghĩ của những người trẻ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là hiện tại bây giờ anh muốn có trách nhiệm, anh muốn được sống trong cái trách nhiệm. Thì đấy là những cái cảm giác mà anh nghĩ rằng là đến một cái thời điểm khi mà có lẽ là, anh nghĩ là do, có thể là do cái nỗi đau của hai đứa nó gần giống nhau, cho nên mình nhìn là mình có thể hiểu được. Cũng giống như cái việc là em không nói quá nhiều với anh, nhưng mà qua những cái mà em hành động hay em, nói chung là anh để ý rất là nhiều từ những cái nhất, nên là anh cảm thấy là em đang rào cản rất lớn. Em không dám mở lòng ra để nhận một cái tình cảm từ ai cả. Và đấy là lý do mà anh chỉ biết ở bên cạnh thôi. Và đến một cái ngày thì khi mà anh hỏi em ấy, thì anh cũng đã lấy hết, gọi là sự dũng cảm của một thằng con trai để nói ra cái điều đấy. Đấy là anh muốn được bên cạnh em và muốn được yêu em, muốn được thương em. Thời gian có gió nhạt nhòa dĩ vãng, nhưng tình yêu chẳng thể nguôi ngoai. Làm sao giấu hết từng giọt nước mắt khi em đứng. Anh có một cái cảm giác là anh muốn che chở cho em. Đấy là một cái cảm giác mà nói thật là từ trước tới giờ cái cảm giác này chỉ có được đúng hai người thôi.
là một người yêu trước, thì cái tình cảm đấy nó đã hóa thành một cái nỗi đau khác. Nhưng mà khi anh gặp lại em, anh gặp được em thì đúng hơn, thì anh có một cái cảm giác như là anh đang được yêu lại từ đầu ấy. Không hiểu lắm, mặc dù là có một cái quãng thời gian anh rất là lạnh nhạt với chuyện tình cảm, anh cũng giống em, anh không mở lòng ra được với ai, hay kể cả là anh không đi ra ngoài hay là anh không đi giao tiếp quá nhiều. Cũng chính là bởi vì anh nghĩ là chắc là do cái niềm tin mà mình đặt nó đang còn quá nhiều cái sự e sợ ở trong đấy. Nhưng mà khi anh gặp em thì anh vứt hết mấy cái chỗ đi được. Anh bỏ hết đi tất cả những cái suy nghĩ đấy. Và cái quan trọng nhất là anh nghĩ là những lúc mà anh hay là em điên khùng nhất, mình có thể điên khùng với nhau được. Và đấy là lý do mà đến bây giờ khi mà anh bấm cái nút đỏ kia hay là anh ngồi ở đây, anh vẫn không hối hận bởi những cái điều mà anh đã suy nghĩ và anh đã làm. Và bây giờ anh sẽ rất là muốn để được thực hiện cái điều đấy. Em thật sự rất là rất cảm ơn anh. Bởi vì em nghĩ là anh biết là em không thể đón nhận tình cảm được với bất kỳ một ai, nhưng anh vẫn làm điều đấy với em. Em rất là cảm ơn vì điều đấy. Và em cảm thấy là dù sao thì anh cũng đã đợi rất là lâu rồi. Thì anh nghĩ hôm nay anh cũng nên có một câu trả lời. Em nghĩ chắc là rất có thể ngày hôm nay em không thể đi về với anh được. Nhưng mà em rất muốn em dừng lại cái nỗi cô đơn ở đây, và từ ngày mai sẽ là những ngày vui của em với anh. Là có về không? Nghe là em đồng ý. Có được không? Yêu là dù cả thế gian có dài lần lâu, mình vẫn giữ tay nhau, chẳng rời xa đâu. Ta cùng biến mất theo nhau tới tận cùng, để lại bên nhau thật lâu. Em là điều quý giá nhất anh có trong đời. Anh chỉ biết cảm ơn em khi em đã ở đây. Và có lẽ là tình yêu thì mình không nên nói quá nhiều điều gì cả. Em cho anh xem cái này nhé. Có về không? Về mà. Về á? Mới trả lần đầu, mới ngày đầu tiên, bực về quá. Chơi gì vui. Em chơi ngoài 30 lần rồi. Ui. Đây là tất cả những gì mà em ghi lại trong đầu em, như là trong điện thoại của em. Sao em toàn có ảnh của anh lúc anh xấu ấy? Thiếu rồi. Chứ nếu mà đẹp thì em để anh xem làm gì? Ngày trước ấy, mỗi khi mà có ai đấy tặng quà cho anh mà viết thiệp ấy, anh sẽ cảm thấy rất là đáng yêu bởi những cái điều đấy. Còn đây là một món quà mà em tự làm mất công như này thì có lẽ là anh nghĩ là biết câu trả lời là gì rồi. Anh có biết là tại sao em lại đủ can đảm để
đến đây ngày hôm nay không? Bởi vì khi mà em giở điện thoại ra, em nhìn thấy ảnh của anh, em rất là vui. Đấy là một cái động lực của em. Em không cần phải suy nghĩ về những gì nó luôn tồn tại trong đầu em trước đấy nữa. Em không cần phải nghĩ nữa. Em nghĩ là em nên để cho trái tim mình rung động một cách tự nhiên. Và em nghĩ là ngày hôm nay anh biết điều đấy. Đến bây giờ thì vui được rồi. Mọi người đừng có chung không khí hướng thế. Mọi người kệ bọn em đi. Bọn em đang khóc mà. Anh cứ ấy đi, bọn em đang khóc. Không, nhưng bây giờ vui rồi. À vui rồi. Chắc là bây giờ em xin phép chương trình cho em được đi về luôn được không ạ? Tại bây giờ em có câu trả lời rồi. Vậy là cái câu trả lời với Jaki á, tôi đồng ý á, có nghĩa là câu trả lời với Minty là đây không phải là lúc. Và Jaki ơi, tự nhiên chị coi mà chị xúc động quá. Chị chợt nhận ra nhiều điều là cái hình ảnh của Hội An này á, nó mang ý nghĩa nhiều hơn cả. Bởi vì là trong những cái điều cũ kỹ thế này của ngày xưa đó, nó có những thứ gút mắt mà mình chưa giải quyết được. Nó có những thứ tình yêu được gọi là nợ nhau lời tạm biệt. Giữa hai tụi em có một cái thứ quay lưng nhưng mà lòng lại hướng về nhau. Cũng có thứ tình yêu được gọi là same story. Và đơn thuần là chăm sóc nhau mỗi ngày nhưng mà không có câu trả lời cho tất cả. Và bây giờ thì mình đã có câu trả lời, bởi vì những nỗi đau đó phải trải qua cho đến phút cuối cùng này. Cái sự thoải mái của hai cung xử nữ, cái người mà nói với em là bằng tuổi thì không quen được. Đấy, vừa nãy em cũng nghĩ là vừa nãy em yeah. Bây giờ là người yêu của em rồi đó. Em muốn về ngay với cô ấy đúng không? Em muốn về luôn ạ. Dạ. Và em đừng quên là hôm nay nếu mà tụi em về ngay phải có một cái dấu ấn. Tại vì mà anh đã là người có rất nhiều những tổn thương, thì cái việc bắt đầu một hành trình mới với một cô gái phải có một dấu ấn vô cùng đặc biệt. Em hãy đừng bỏ qua bất cứ một buổi hẹn hò lãng mạn nào trong ngày sắp tới, một cái kỷ niệm, một những món quà mà cô ấy thích. Và đừng quên app ứng dụng Wow Date sẽ tài trợ toàn bộ cho bạn điều đó. Em hãy tưởng tượng những điều mà hoành tráng nhất, lung linh nhất, những món ăn cô ấy thích ăn nhất, những cái bộ váy đầm xinh nhất đó, những buổi hòa nhạc cô ấy mê nhất chẳng hạn. Thiết kế những điều đó, những điều tuyệt vời nhất dành cho cô gái mà em mơ ước đã lâu. Và cảm ơn tụi em vì đã mang đến một câu chuyện vô cùng chân thực, vô cùng ý nghĩa. Và tụi em là cặp đôi thứ hai trong chương trình ra về, mà chương trình nghĩ rằng là sẽ không có bao giờ mà có những khoảnh khắc đẹp như vậy nữa trên sân khấu. Cảm ơn Mai Anh và Jaki. Mọi người lên chúc mừng họ được không nào? Dạ. Đúng như Jaki ước ha. Jaki nói trong Vlog là ước gì tôi sẽ tìm gặp được người tôi thương để mà nắm tay nhau về. Đâu được ước thấy rồi. Chúc mừng chị. Chúc mừng Jaki. Lại mất đi một người anh. Chúc mừng Mai Anh. Đẹp quá. Được đấy. Mới gặp nhau. Chết đấy. Thưa quý vị, đừng để thanh xuân của chúng ta vì phải mãi tìm kiếm một người đang ở ngay sau lưng mình mà không thấy rằng thật ra xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Một lần nữa, một tràng pháo tay thật lớn dành cho các chất viên. Xin cảm ơn ứng dụng hẹn hò Goldie đã đồng hành với chúng tôi. Và đừng quên, nếu như mà các bạn lần sau có đến với chương trình mà không có được một mối tình như mong muốn giống như Mai Anh và Jaki, chúng ta vẫn có một tài khoản premium của Goldie sẽ tài trợ cho các bạn để tiếp tục mối lương duyên của mình, đi tìm hạnh phúc của tương lai, tiến về phía trước. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ là lời chào của Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại. Trời, giống như nụ cấp đêm rồi. Bình bông, bình bông. Cái gì cái gì? Ôi! Cái đường nó thối lắm á.